Nếu như các anh chị mình mua trả chậm, chỉ cần trả trước khoảng 8 triệu đồng sẽ sở hữu ngay một trong hai con xe này nha. Còn để mua tiền mặt thì giá bao nhiêu, mời chị em mình theo dõi hết clip để hiểu báo giá cả cũng như là so sánh những điểm khác nhau và những ưu điểm nhược điểm của hai dòng xe này gửi đến các anh chị mình cùng tham khảo nha. Rồi đầu tiên thì bên góc trái màn hình đó là mẫu Honda Vision phiên bản thể thao đời 2024 mới nhất, và góc bên phải màn hình đó là mẫu Honda Scorpio. Con xe này là xe nhập khẩu của bên Indo các anh chị nha. Đối với dòng Vision thì đã quá quen thuộc với các anh chị em mình luôn rồi. Và hiện tại cái màu xám xi măng này là cái màu mà được quan tâm rất là nhiều trong thời gian từ tháng 5, tháng 6 và đến tháng 7 này luôn. Và về giá cả thì hai dòng xe này chưa tới 40 triệu. Một cái giá phải nói là rất là hợp lý đối với một cái dòng xe dễ thương, bền bỉ, đặc biệt là tiết kiệm xăng rất là tốt. Và về kiểu dáng thì nó rất là phù hợp với các chị em mình hiện tại luôn. Chiều cao từ 1m50 hay là 1m55, 1m6 thì mình chạy những con xe này rất là đẹp, rất là hợp luôn nha. Và một cái con xe Scorpio này sẽ dành cho các chị em mình có chiều cao khiêm tốn chút xíu. Mình sẽ lấy một mẫu Scorpio này chạy cũng khá là dễ thương, và đặc biệt là con xe nhập khẩu nữa nha. Rồi về so sánh giữa hai dòng xe này thì đầu tiên là một con xe này bên Honda Vision là dòng xe của Honda Việt Nam sản xuất. Còn dòng xe bên đây là dòng xe Scorpio, xe nhập khẩu nha. Đó, hai con xe này hiện tại nó đang có giá là 38 triệu 500 ngàn đối với hai cái dòng xe này, một xe nhập, một xe Việt Nam. Nói tới dòng Vision trước đi. Dòng Vision này nó là phiên bản thể thao đời 2024. Ở cái bản thể thao các anh chị em mình thấy nó sẽ có cái bánh trước nó lớn hơn. Bánh trước là 16 inch nha. Đó, bản thể thao là bánh trước nó lớn, nó sẽ có hai màu, đó là màu đen nhám và màu xám xi măng. Thì đối với cái mẫu này thì chị em mình cao 1m55 trở lên thì mình có thể chọn ngay cái bản thể thao này chạy nó rất là đẹp. Đó. Cái điều đặc biệt là với tông màu xám đen và cái logo Vision màu đỏ, nó sẽ làm tăng cái tính thẩm mỹ của xe hơn, nó làm nổi bật chiếc xe hơn. Có một số chị em mình thấy là khi mà mua về là lột tem này bỏ luôn, nhìn cũng chất lắm các bạn. Đó, tính về tổng thể thì các chị em mình nhìn xem hai con xe, một con xe này thì cái chiều cao nó sẽ thấp hơn, con Scorpio nó thấp hơn nha, còn Vision nó sẽ cao hơn. Chị em nào đang có 1m55 trở lại, lấy cho Hiếu cái con Scorpio này chạy rất là dễ thương và nó nhiều màu lắm nha, đỏ nhám, trắng nhám nữa nè. Đó, rất là nhiều màu, màu xanh nhám rồi đen bóng gì có đủ nha. Còn các chị em nào mà có chiều cao khoảng 1m55 đổ lên mà muốn con xe gọn nhẹ, có thể là lấy ngay con Vision xám xi măng chạy cho nó đẹp. Tại vì con Vision xám xi măng này bánh trước nó lớn các chị. Đó, Vision xám xi măng là cái bản thể thao là bánh trước nó 16 inch nha. Đó, chiều cao các chị thấy không? Ở clip mình nhìn thấy nó sẽ cao hơn Scorpio rất là nhiều. Và giá cả thì hiện tại thì hai con này nó bằng nhau là 38 triệu 500 ngàn. Đó là giá đã có VAT cho anh chị em mình luôn nha. Rồi, so sánh chi tiết về những cái tính năng và những công nghệ thì ở hai cái dòng xe này, Scorpio nó vẫn là trang bị thắng thường, đó, thắng kết hợp thôi nha, chứ không có ABS. Ở Vision cũng vậy. Đó, Vision bản thể thao này cũng là trang bị thắng thường, thắng kết hợp thôi. Thắng kết hợp là các chị em mình thấy nó khi mà mình bóp thắng sau thì ở phía trước nó có một lực tác động vào phanh phải nè, mình thấy không? Thấy nó nhúc nhích không? Em bóp thắng sau nó nhúc nhích nè. Thì ở hai dòng xe này nó đều trang bị thắng này hết. Đó, ở đây cũng vậy ha, Scorpio cũng vậy nè, Hiếu bóp là nó nhúc nhích nè. Đó, bóp thắng sau này nó nhúc nhích. Thì ở cái tính năng này nó sẽ giúp cho các bạn vận hành khi lưu hành trên đường á, mình gặp chướng ngại vật mình bóp thắng sau, thắng trước nó có một lực tác động vào, nó sẽ giúp cho mình an toàn hơn, nó không có bị lết bánh ha. Đó. Rồi tiếp theo đó là về trang bị ổ khóa thì dòng Scorpio này nó sẽ có phân khúc ra hai loại ủng y chang như Vision. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì con Vision nó có màu đen bóng là xài khóa cơ, còn đối với con Scorpio này á là những cái màu giống như màu xanh trắng đó thì nó cũng là có khóa cơ cho các chị em mình luôn nha. Đó. Rồi ở bản này, bản cao cấp thì nó sẽ có khóa thông minh như thế này. Vision nó cũng có luôn. Đó, Vision nó cũng có luôn. Và đặc biệt cái hộp đựng đồ thì con Scorpio nó sẽ có tới hai ngăn, là một ngăn bên đây và một ngăn bên đây. Đó, hai hộp đựng đồ bên đây có nắp đậy, còn bên đây thì không có. Còn đối Vision thì nó chỉ có một bên thôi nha, và có nắp đậy, có luôn cái cổng sạc điện thoại trong đó. Scorpio này nó cũng trang bị cái jack sạc điện thoại trong này các chị em nha. Đời sau này là có trang bị jack sạc điện thoại cho mình luôn. Rồi về những tính năng trên thì nó đều có tính năng tắt cầm chừng trong 3 giây nè, điện, đèn, còi, cốt pha. Ở con Vision này cũng vậy. Đó, tính năng về công tắc thì giống nhau. Mặt đồng hồ cũng giống nhau, đồng hồ cơ kết hợp với điện tử. Vision này cũng như vậy. Đó. Rồi tiếp đến là về cốp xe. Cốp xe thì con Scorpio nó
rộng như thế này cũng khoảng tầm bằng Vision thôi chứ không rộng hơn nhiều nha. Hai con này thì mình có thể để được hai cái nón bảo hiểm đó, để được hai cái nón bảo hiểm rồi nửa đầu được nha, rất là rộng. Bình xăng nằm ở phía sau. Rồi về cái sàn để chân thì đối với cái dòng Vision thì nó sẽ rộng hơn Scopy. Sàn để chân này nè cũng đều là sàn phẳng hết nhưng mà con Vision nó sẽ rộng hơn, thì thành ra chị em mình đi để đồ đổ phía trước này nó cũng tiện lợi hơn so với dòng Scopy. Chiều cao thì hai con xe này, thằng Scopy nó sẽ thấp hơn chút xíu, còn Vision nó sẽ cao hơn đối với phiên bản thể thao các chị em nha. Rồi lên tới về phần động cơ thì hai con xe này vẫn là động cơ ESP. Đó, ESP nha. Tiết kiệm xăng khá là tốt và động cơ là 110 phân khối thôi. Đây, động cơ của Indo. Đem nguyên con Indo về thì cũng là ESP, vẫn là 110 phân khối, phun xăng điện tử nha. Đó, hai dòng xe này nó có cục máy như nhau. Rồi về cái kiểu dáng thì chị em nào có thích sự dễ thương thì có thể là lấy cái con Scopy này. Đó, nhìn nó hơi lùng lùng, nó đẹp làm sao ha. Đó, giá thì chỉ có 38,5 triệu đối với hai cái màu này là khóa thông minh luôn, màu Vision xám xi măng và con Scopy đỏ. Và hiện tại thì hai dòng xe này Hiếu đang có hỗ trợ trả chậm cho mình luôn, mình chỉ cần trả trước cho Hiếu khoảng 8 triệu là mình có thể nhận xe, có căn cứ công dân các anh chị nha. Và đối với dòng Scopy thì ngoài cái màu đó ra Hiếu còn có màu trắng, màu xanh và khóa cơ, khóa thường, thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đối với khóa thường này nó chỉ có 37 triệu. Còn đối với con Vision, những cái phiên bản khác như là phiên bản đặc biệt bánh nhỏ thì nó chỉ có 36 triệu. Màu đỏ phiên bản cao cấp và màu trắng thì nó chỉ có 34,5 triệu. Còn riêng đối với phiên bản tiêu chuẩn là rẻ nhất là màu đen bóng khóa cơ là chỉ có 33 triệu nha các anh chị. Về con Vision thì mình mua mình sẽ được hưởng chế độ là bảo hành 3 năm 30.000 cây số tùy theo điều kiện nào đến trước, và có nhiều màu hơn để các chị em mình lựa chọn nhiều phân khúc hơn. Còn riêng đối với Scopy chỉ có hai phân khúc để mình lựa chọn là khóa cơ là hay là khóa thông minh thôi. Còn màu sắc thì chị em thích màu nào thì mình có thể lựa chọn ở đây. Nó có 2-3 màu ít hơn Vision nha. Rồi theo anh chị thì đối với 38,5 triệu thì anh chị sẽ chọn xe nào là ngon nhất? Một xe là của Indo, một xe là của Honda Việt Nam nha.